Làm thế nào để trở thành người có thu nhập triệu phú ngay giữa thời kỳ khủng hoảng kinh tế? Diễn đàn Kinh tế Thế giới tuyên bố rằng 1 tỷ việc làm sẽ bị xóa sổ trong những năm tới. Trong cùng khoảng thời gian đó, hàng loạt các công ty bán hàng trực tiếp truyền thống lớn sụp đổ bởi việc suy giảm từ 10% đến 50% doanh thu. Lý do cho xu hướng này là mọi hoạt động kinh doanh đều đang diễn ra trực tuyến như Bill Gates đã từng nói 10 năm trước. Ông ấy nói, trong 10 năm nữa, hoặc bạn kinh doanh online hoặc bạn đừng làm kinh doanh nữa. Báo cáo thành công mới nhất tuyên bố rằng hơn 5 triệu người đã trở thành triệu phú ngay giữa cuộc khủng hoảng năm 2021. Các khái niệm mới như nền tảng trực tuyến và nền tảng bán hàng social commerce đã tăng trưởng từ 1.000% đến 25.000%, trong khi kinh doanh truyền thống và bán hàng trực tiếp đang trì trệ hoặc sụp đổ. Hãy tìm hiểu cách social commerce sẽ tạo ra 1 triệu triệu phú. Một công ty ở Trung Quốc, Pinduoduo, nhà tiên phong của social commerce, đã tăng trưởng 25.000% chỉ trong 6 năm, tạo ra 250 tỷ đô la doanh thu nền tảng hàng năm và trở thành công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, vượt qua Alibaba, kẻ thống trị trước đây trong thương mại điện tử. 800 triệu người mua hàng từ Pinduoduo hàng tháng bởi vì họ nhận được những sản phẩm tuyệt vời với giá giảm từ 30% đến 70% chỉ bằng cách chia sẻ liên kết của từng sản phẩm để tìm 5 người bạn mua hàng trở lên. ShopWithMe là nền tảng mua sắm nhóm social commerce thuần túy đầu tiên bên ngoài Trung Quốc, cung cấp khái niệm giật gân đó cho những khách hàng đầu tiên và các nhà lãnh đạo ở châu Âu. Các khách hàng của ShopWithMe sẽ tìm thấy những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng hàng đầu, sản phẩm cân đối vóc dáng và thậm chí cả những sản phẩm làm đẹp thương hiệu hàng đầu thế giới với giá giảm từ 50 đến 90% chỉ bằng cách chia sẻ chúng với bạn bè của họ. Doanh số tiềm năng với tư cách là người dẫn đầu thực sự khổng lồ. Nếu chỉ có 10% khách hàng quyết định tiết kiệm với ShopWithMe, điều này sẽ tạo ra doanh thu hàng năm là 720 tỷ euro. Thị trường này hiện đang bắt đầu ở châu Âu và sẽ làm cho hàng triệu người trở nên cực kỳ giàu có và độc lập tài chính. Shop đối tác đơn giản chỉ cần mở cửa hàng mà không mất bất kỳ chi phí nào cho kho hàng hay dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, đối tác kinh doanh của ShopWithMe có thể kiếm được thu nhập từ hàng nghìn cửa hàng trong đội ngũ của họ và hàng triệu khách hàng thông qua chương trình nhận cổ phần sáng lập cho phép họ hưởng lợi từ tất cả các khách hàng trên toàn thế giới. Cuộc cách mạng tiếp theo chính là ShopWithMe Social Commerce AI, mà công nghệ đã được bảo mật và cấp bằng sáng chế cho ShopWithMe. Hãy tưởng tượng về một cộng đồng ShopWithMe nơi hàng triệu người dùng chỉ xem video của bạn bè họ và những người dùng khác quảng bá và giải thích các sản phẩm của nền tảng. Một đối tác sẽ dễ dàng kiếm được tiền trên tất cả các sản phẩm của nền tảng mà không phải gửi bất kỳ liên kết nào hoặc quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào. Chỉ đơn giản bằng cách thêm vào người dùng mỗi ngày với việc đăng ký vào nền tảng, AI sẽ làm tất cả công việc tạo cá nhân hóa cho bạn, phát trực tuyến cho từng người dùng, quảng bá những video mới hay nhất, giải thích các sản phẩm tốt nhất sắp xếp theo sở thích của người dùng. Social Commerce công nghệ AI sẽ ra mắt vào tháng 7 năm 2024 tại Thái Lan và sẽ thay đổi thói quen mua sắm của khách hàng ở khắp mọi nơi trên thế giới một lần và mãi mãi. Hãy nhìn thật kỹ vào cơ hội kinh doanh nóng nhất lúc này, nơi mà bạn có thể kiếm tiền từ hàng triệu khách hàng mà không cần rời khỏi nhà. ShopWithMe đang bắt đầu ngay lúc này tại châu Âu và sắp ra mắt tại châu Á và Mỹ. Hãy sẵn sàng cho cuộc cách mạng online lớn nhất mà sẽ thay đổi thế giới và sẽ dẫn dắt hàng triệu người đến với thịnh vượng và tự do tài chính. ShopWithMe, sở hữu điều tốt nhất và trở nên hạnh phúc.